Alo, xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã đi qua được chương 1, chương 2. Chúng ta tiếp tục đi qua chương 3. Trong cái chương 3 này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái nền tảng quyết định video lên top nha. Chương này khá là thú vị là chúng ta cần theo dõi ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua bài số 10. Bài số 10 là bài mà trường sẽ các bạn làm một cái chiến lược đi link nội bộ để tăng hạng một cái từ khóa nhanh. Đó. Ở đây tùy theo các bạn muốn đánh cái từ khóa nào. Thường thì chúng ta sẽ là đánh cái từ khóa top, không phải từ khóa top, 5 từ khóa top. Từ khóa 1, 2, 3, 4, 5 các bạn gom lại thành một cụm từ khóa làm một cái video. Và chúng ta sẽ đẩy cái video đó bằng sức mạnh của kênh, bằng backlink ở ngoài, bằng quảng cáo. Đấy, thì nó sẽ lên được hết. Rồi, cụ thể như sau. Rồi, đầu tiên các bạn cần phải xác định được video chủ lực cần đấy là gì. Tất nhiên trong một cái kênh chúng ta có rất là nhiều cái video, chúng ta không thể nào cùng một lúc mà dồn lực đẩy tất cả các video được, thì chúng ta phải gom lại 5 từ khóa đầu thành một cụm từ khóa, một cụm từ khóa làm một cái tiêu đề đấy. Và chúng ta sẽ dùng toàn lực để video này, các bạn phải xác định được video chủ lực nhé. Các bạn không xác định được cái video chủ lực là hỏng, các bạn. Chúng ta không thể nào mà sell tràn lan không đủ lực, không đủ tài chính để các bạn đánh tràn lan đâu. Rồi, ở đây là video video này là top 5 từ khóa tìm kiếm cao nhất, top 5 cái từ khóa. Khi các bạn phân tích cái bảng ấy, thì các bạn tải hết bảng về, chúng ta sẽ có top 5 từ khóa tìm kiếm cao nhất cũng nó lại thành một tiêu đề đấy. Đấy, toàn bộ sức mạnh cho video này. Bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ minh họa thực hành cho các bạn thấy như sau. Mình ví dụ đây là cái video chủ lực mà mình muốn muốn đấy, đúng không? Giả sử nhé, giả sử cái video này là cái video chủ lực mà chúng ta sẽ đánh nó. Chúng ta sẽ có cái video này. Điều đầu tiên là cái video đó các bạn phải để trong phần mô tả, đúng không? Để trong phần mô tả này, ngay cả là bản thân nó các bạn cũng để luôn. Ví dụ như cái video này là video mà chúng ta đang xem, đúng không? Thì chúng ta cũng để trong phần mô tả của nó, ví dụ như này, để luôn dưới cho mình. Mà tất nhiên phải có cái tiêu đề đi kèm theo, bạn phải có cái tiêu đề của video rồi tới link video, được chưa? Và cái cúp link này, bạn lưu ý cúp link này, các bạn bỏ trong tất cả các video bạn có, bạn bỏ vào trong hệ thống kênh của bạn có, bạn có bao nhiêu kênh, hãy dùng dồn hết sức mạnh cho nó, bạn bỏ trong phần mô tả, đấy, thì nó sẽ có hướng là nó tạo ra được một cái sức rất là lớn, đặc biệt là những cái video top 10 video đang có nhiều view nhất của cái kênh của các bạn. Nếu bạn không có kênh mà liên quan đến khác nữa thì bạn hãy đi tạo ra những cái phim, bạn tải về, up lên những kênh phim rất là nhiều view, hay là những kênh phim phim về về sexy thôi chứ không phải là phim về cái nóng nhất, sexy thôi thì rất là nhanh lên view. Chúng ta sẽ để ở trong cái phần mô tả này thì chắc chắn là sẽ có người click vào đấy. Miễn sao là có link người ta click vào cái video này đấy, và cái video này được đổ traffic mỗi ngày mỗi giờ thì nó sẽ được thăng hạng dần dần đấy. Như đầu tiên là dùng toàn bộ hệ lực của hệ thống kênh video bạn có để cho phần mô tả, chưa? Cái điều tiếp theo là các bạn copy cái video này và chúng ta sẽ bỏ nó trong phần thẻ thang này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ vào cái kênh của mình, đây là những cái video của mình, đây là những cái video của mình, thì mình sẽ bỏ tất cả những người này, mình sẽ xem video này rồi mình sẽ hoàn chỉnh sửa đây. Chúng ta sẽ bỏ tất cả nó nằm ở trong cái thẻ tag và màn hình kết thúc đấy. Tức là chúng ta dồn lực tất cả để cho cái video này.
đầu tiên là bỏ trong tất cả video phần mô tả. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bỏ nó ở trong cái đây là gọi là thẻ ha, đây là thẻ đây, thêm thẻ này thì chúng ta phải bỏ ở đâu? Thường thì các bạn là sẽ bỏ trong mấy chủ đề đó ha. Đấy, ở đầu rồi thì khi họ xem một phát này, khi họ là họ xem một phát thì nó sẽ hiện ra và người ta sẽ biết là đó. Đấy, ví dụ như nó chạy, mình cho chạy mấy chủ đề này. Đấy, các bạn đâu ạ? Đây là một cái có thể nhiều video họ không kiên nhẫn coi được hết, nhưng mà chắc chắn là trong một phút đầu họ có thể xem, đúng không? Đây, chúng ta xem nó khoảng 40 mấy giây, thường mình để khoảng 45 giây là cho nó hiện ra một cái đầu tiên. Đấy, các bạn xem nó chạy một tí xíu nó sẽ hiện ra, và khi nó hiện ra thì người ta sẽ click vào cái link video đó. Cái này thì rất tốt cho các bạn làm những kênh phim hay là những kênh về về cái nhóm mà chúng ta gắn nó vào, thì người ta click vào cái đường link đó, click vào đường link đó, cái video nó sẽ được truyền sức mạnh lên dần khi nó được người ta click vào xem từ nơi khác tới. Đây, để xuất các bạn theo ạ, tuyệt vời không? Đấy, rồi, đó là cái thẻ. Tiếp theo là cái phần màn hình kết thúc. Cái màn hình kết thúc, đây, cũng là cái rất là quan trọng. Và cái màn hình kết thúc các bạn chú ý này, chúng ta nếu với những cái video mà dài trên nửa tiếng thì gần như cái màn hình kết thúc này nó không có ý nghĩa, trừ khi là cái video về phim nó rất là hay. Đó. Còn những cái video mà dài thường người ta sẽ không coi hết, tại vì nó chỉ có khoảng mấy chục giây đầu, mấy chục giây cuối nè, cái màn hình kết thúc mà nó chỉ nằm ở có vài chục giây cuối thôi, thì người ta xem không hết được cái video, rất ít. Bởi vậy các bạn phải tìm những cái cảnh phim hay là những cái gì nó ngắn thôi, nó độ 3-5 phút gì đó để cho họ xem hết, và nó sẽ hiển thị ra như thế này. Đây là cái màn hình kết thúc, nó sẽ hiển thị ra thế này. Đấy, đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ thêm màn hình kết thúc đây nhé. Đấy, mình bỏ lại. Thì khi họ xem ở đây, họ hiện nó hiện đây như thế này, họ click vào bất cứ một trong ba video này, hoặc là click đăng ký kênh, để đăng ký kênh. Đấy, và tất cả những cái video trong kênh hoặc là những cái khác các bạn có, các bạn đều gắn cái video này, thì nó sẽ truyền sức mạnh lên, rất là lớn cho video này. Video này sẽ được liên tục từ từ. Đó. Tiếp theo cái video này chúng ta sẽ thấy đâu ạ? Khi chúng ta xác định nó là cái video bán hàng, là cái video chủ lực rồi, thì chúng ta sẽ để tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Đây, ở đây các bạn có thể để trong phần bình luận anh kể đọc. Tức là các bạn xác định cái video đó là cái video chủ lực, thì mặc định video nào cũng có thì các bạn để luôn trong phần này. Đấy. Ở đây mình đã mặc định là luôn website này, rồi fanpage này, YouTube này, đấy. Thì các bạn để luôn mặc định là luôn có ở trong đây. Đấy. Thì khi nó xuất bản một video thì nó luôn luôn nằm luôn phần mô tả rồi. Chúng ta không cần phải quan tâm tới thêm mô tả nữa, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần giới thiệu. Đấy. Chúng ta để luôn ở phần giới thiệu. Đấy, các bạn để luôn ở phần giới thiệu đây. Được chưa? Để luôn cái link của cái link đó ở trong phần giới thiệu của video này luôn. Đấy. Và các bạn để luôn ở cái phần này, phần liên kết đây. Đây, phần mô tả các bạn có thể đấy, sửa này. Đấy, bật luôn trong phần mô tả này. Xem cái phần link chúng ta sẽ bỏ được cái kênh YouTube không ạ? Các bạn có link video vào đây. Xem video top 1. Đấy, nó vẫn có các bạn ạ. Các bạn đều vẫn thấy. Và chúng ta có thể hiện thị ở đây. Và nó đứt vào này một phát thì nó sẽ ra luôn cái video này. Đấy, các bạn. Nó cũng là một hình thức backlink đổ về cho cái video này để theo hẹn. Đấy. Không. À, tiếp theo một cái nữa rất là hay, đây chúng ta sẽ vào từng cái video, vào từng video. Ví dụ mình sẽ vào cái video này, đấy,
kỳ cái video nào chúng ta cứ làm cái này nha các bạn nhé. Và đây các bạn thấy ở xong cái phần bình luận đấy, cái phần bình luận là cái hay, ví dụ như là xem video đúng không đấy. Thì cái này bạn bình luận ra, mọi người cứ bình luận, sau đó chúng ta ghi một bình luận này, ghi nó thì bình luận này luôn nằm ở đâu. Một ai bình luận thì chắc chắn họ phải vào để họ thấy đôi cái này, họ thấy cái này, ý cũng là một cái đừng hết lòng này. Và cái video nào bạn làm cho mình, được chưa? Đây thậm chí mọi có thể là kết hợp thêm cái gì ạ? Chúng ta có thể kết hợp thêm là kêu gọi đăng ký kênh nữa. Đăng ký kênh. Nên mình có học không ạ? Đăng ký kênh đúng không? Đấy, chúng ta luôn là nó vẫn hiển thị ra cái bình thường, nếu chúng ta bỏ quá nhiều thì nó sẽ không hiển thị ra, nhưng các bạn chỉ có hai link thế này thì nó hiển thị ra bình thường. Đấy. Vừa kêu gọi được đăng ký kênh mà vừa được bổ trợ cái video này, hàng nghìn video mà bạn đều làm thế này thì có phải là người tạo link của bạn thì cái video truyền sang được lớn không ạ? Cái video mà được lên top là do thứ nhất được đi backlink rất là nhiều ở nơi, nhưng những cái backlink này phải có sức, tức là những cái backlink này phải có người link về, chứ còn backlink mà vứt trên đó không có link về thì backlink nó cũng không phải là chất lượng, đúng không? Cái thứ hai là cái video nó được đổ view đều, tức là được bơm view nhiều. À, ví dụ như trong 1 giờ hay là 30 phút mà lượng xem của video rất là lớn thì nó sẽ lên top rất là nhanh. À, thì có cái thứ hai là nếu mà chúng ta không có được những cái nguồn traffic bị mất thì chúng ta phải đổ tiền quảng cáo thì cái video này nó sẽ lên rất là nhanh. Bật lên ha. Rồi chúng ta sẽ có ở cái phần nào là mô tả này, chữ tiêu đề này. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có thể là chia sẻ ở rất là nhiều nơi, đúng không? Thì ở trong phần sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn là phần chuyên về backlink. Đây là chúng ta đang kết hợp nội bộ với nhau để mà tăng sức mạnh cho một cái video bất kỳ. Đấy, các bạn hiểu không? Rồi, ok, chúng ta bước về nhé.